Thằng quỷ đâu rồi? Chồng tôi đi làm rồi. Ông qua đây chi vậy? Tôi qua tao đòi nợ chứ gì. Nó thiếu tao 3 tháng tiền nợ lắm chưa trả. Giờ tao phải tính sao đây? Thì mấy nay chồng tôi cũng đi mượn nợ để trả tiền trọ cho ông đó. Ông ráng đợi đi rồi chiều chồng tôi về chồng tôi đưa cho. Làm gì mà la lối ầm sùm vậy? Không có nói nhiều. Không có tiền đóng tiền nợ với tao thì cút xéo. Thì chiều chồng tôi đưa qua cho ông. Ông làm gì mà nặng lời quá vậy? Thấy này cũng đẹp đó, thì có cái vốn tự có á, sao không lấy cái vốn ra để kiếm tiền, hơi sức đâu mà đợi thằng chồng mà đi làm cực khổ lần từ đồng từ cắt như vậy hả? Ông nói chuyện cho tử tế đàng hoàng nha, tôi đáng tụi con tụi cháu ông đó. Ông làm như vậy, ông làm bậy tôi la lên đó. Mày giỏi mày la đi. Có chuyện gì vậy? Mày á, mày không có tiền á, thì cấm cái mỏ mày lại, mày cút xéo khỏi nhà tao. Anh, ông tính sạch sở em đó anh. Ông, tại sao ông lại xăm sở gì ở tôi hả? Mày trả tiền tao đi. Tiền á thì tạm thời tôi chưa có, nhưng mà ông làm gì phải từ từ chứ. Tôi gom, đang gom 3 ngày nữa trả cho ông được chưa? 3 ngày hả? Được, tôi cho tụi mày 3 ngày. Nếu không có tao xiết hết đầu tao tống cổ hai chồng mày ra khỏi nhà đó. Anh ơi, em có sao không? Em không sao nhưng mà em sợ quá. Hay là mình dọn đồ mình về quê sống đi anh. Em không có sống đây nữa đâu. Về quê cái gì? Người ta đó dưới quê phải lên Sài Gòn lập nghiệp. Giờ mình đang ở trên Sài Gòn, tự nhiên mình về dưới quê cho người ta cười vô mặt hả? Lập nghiệp cái gì? Bao nhiêu năm rồi có vô được đồng nào không? Giờ thiếu nợ người ta còn muốn sạp sở em nữa kìa. Anh bắt em ở đây sao em ở nổi? Cái chuyện mà nợ thì anh đang giải quyết rồi. Ổng không có dám làm gì em đâu. Em cứ để đó từ từ tính cho. Anh ngày nào cũng tính hết á. Nhức cái đầu quá. Tôi đi ngủ đây. Anh muốn làm gì làm. Alo. Em ơi, tối nay anh về trễ nha. Chị ơi, chị ơi, em ngủ hả chị? Cưng ngủ sai rồi, chị đừng có trách anh nha cưng. Ôi trời, sao tại nóng như vậy cưng? Ôi, em bị sốt rồi. Sốt mà nhìn cái mặt cũng đẹp quá. Thôi, thì anh chăm sóc cưng nha. Sao anh lại nằm đây? Ông làm gì tôi nha? Em nhìn vậy em không biết ha, còn hỏi anh nữa. Ông đúng là đồ khốn nạn. Tôi sẽ báo công an bắt ông. Thì anh cứ báo đi. Có bằng chứng đâu. Rồi em có tiền để đi kiện tụng luôn hả? Mạnh đó anh nghe nè, mấy tháng tiền trọ vợ chồng em còn nợ á, anh xí xóa bỏ qua hết. Tính ra đó, vợ chồng em cũng có lợi mà. Ông đúng vậy đó. Ủa em, sao hôm nay xanh xao vậy? Em bị bệnh hả?
chưa? Ăn uống cái gì nữa, anh tự ăn được. Hôm nay em bệnh gì á, em nghỉ ngơi đi. À, mà anh có chuyện muốn nói với em nè. Hồi nãy á, tự nhiên cái anh đang đi làm, có cái tin nhắn của ông chủ nhà ông nhắn anh là được xóa tiền trọ tháng này. Trời ơi, anh mừng chết luôn. Chứ đầu tháng mình tội nghiệp quá, nên ổng không biết tiền trọ mình không. Tội nghiệp gì? Ông đó mà không biết tội nghiệp ai. Chắc anh nghĩ cũng có lý do gì đó. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn ông xóa tiền trọ được rồi, chứ giờ cũng không biết lấy tiền đâu ra mà đóng. Ê, hôm nay á đang ngày vui, mình làm nháy được không? Em đang mệt như vậy, anh còn nói câu đó được nữa không? Vậy thôi. Ông là định kiếm vợ tôi à? Ông nói cái gì vậy? Tôi tới đây để... Để cái gì? Tôi biết hết trơn rồi. Nếu cô biết á, là sao? Thì thật ra tôi cũng muốn làm với ông một cuộc giao dịch. Xem ra cậu cũng là người thức thời đó. Nhưng mà cậu để vợ cậu ngủ với người khác, cậu không tức hả? Làm sao mà tức? Bây giờ vợ tôi ngủ với ông thì ông trả tiền cho tôi thôi. Có tiền rồi á thì muốn bao nhiêu phụ nữ đẹp chẳng được. Đàn bà chẳng qua cũng là công cụ để kiếm tiền thôi. Tiền đối với tôi rất là đơn giản. Vậy chúng ta quyết định như vậy nha. Ok. Thì ra anh dám phản bội tôi. Vậy thì đừng trách con này. Ủa em, sao hôm nay ăn mặc nhìn hấp dẫn vậy? Anh cứ vô đây đi, chờ xíu là anh biết không. Ôi, anh tới rồi đó hả? Thật ra chuyện của hai người em biết hết rồi. Anh... Thôi, anh không cần nói nhiều đâu. Em hiểu mà. Em cũng suy nghĩ thông rồi. Hai đứa mình không có tiền thì bây giờ em có ngủ với bao nhiêu người đàn ông cũng được. Miễn là có rất là nhiều tiền. Ủa, em nghĩ vậy thiệt hả? Sao? Ừ, thì khoảng thời gian qua anh có tiền, anh cũng cho em ăn sung mặc sướng. Thì em thấy có tiền thì tụi mình sẽ hạnh phúc hơn. Nên bây giờ anh cứ nhận khách cho em đi. Nhưng mà phải là khách sộp nha, nhiều tiền, chứ rẻ quá em không có ngủ với người ta được đâu. Được, em suy nghĩ thông suốt như vậy á là tốt lắm. Anh làm tất cả cũng chỉ vì hai đứa mình thôi. Anh không cần phải giải thích với em điều đó đâu. Anh cũng vậy, anh cho tụi em rất là nhiều tiền nên cảm ơn anh nhiều lắm. Nên ngày hôm nay em quyết định rồi, em sẽ ngủ với hai người cùng một lúc. Hai người thấy sao? Yeah. Cũng được. Em có chuẩn bị xong nè, hai người uống đi cho khỏe rồi mình vui hết đêm nay nha. Cảm ơn em nha. Vô nha. Vô. Thank you.
Sao? Còn mày tưởng tao dễ dãi như vậy hả? Hai đứa mày còn thua một lũ súc vật nữa. Đây là cái giá của tụi mày phải trả. Dâm loại. Mày là chồng tao, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy hả? Khốn nạn. Mày chết đi. Còn mày, già mà không nên nết. Ngủ với tao xong em cấu kết với chồng tao để hại tao hả? Tao hận hai đứa mày. Đây là quả báo của hai đứa mày phải lãnh đó.